đến với cuộc thảo luận của chúng mình về vấn đề làm giàu. Làm giàu hiện nay là một vấn đề rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vậy chúng mình sẽ cùng khám phá cách làm giàu của một người đã nổi tiếng với việc sáng lập ra phần mềm Microsoft, đó là